Mưa nhiều quá không nến nổi mọi người ơi.
Đây là cây vũ chanh nhá, ta tụng là chữa hoa cho trẻ em và dùng để chữa sâu cho thủy canh. Đây là nén. Lá dày mọc nước. Mình đang đây là chậu quất nhá. Quất là sau Tết mình chơi mình cắt ra nó lại nở hoa nửa quả nở ra. Kia mình có cây chanh trồng với hạt cây sâm đất. Đây là cái gì ạ? Là tường vi. Đây là hoa quỳnh, cây quỳnh rất cao, cao phải đến 1,5 mét. Đây là hoa gì? Trồng hoa rất thơm. Đây là chậu cây sâm đất, nó có khoảng 2 cây, một cây cần tây và một cây tía tô. Ôi, nó to quá. Nhưng mà trời mưa rất âm u. Chậu xanh tốt. Chậu
khô, khô vào trong chậu canh. Siêu to không có so với trồng hồ niêu thì canh tĩnh thì mùa hè thì nó sẽ là tốt hơn, nó lợi hơn chuyện nữa. Đây là cây cảnh nha. Thank you.
Dạ, chào anh nha. Cái dưa leo nhá, 20 ngày. Đang chuẩn bị lắp dẹp
sắp có xong anh rồi.
Yeah, like that.